Rồi, xin chào anh em, đây là cái Redmi D9. Thì mình đã xài nó được vài ngày rồi. Hôm nay mình muốn chia sẻ với anh em những cái điều mình suy nghĩ về con robot này. Trước tiên thì nó là một cái con robot để hút bụi, và anh em có thể điều khiển nó thông qua Internet. Những anh em mà xài Smart Home sẽ thích là bởi vì nó là cái con robot của Xiaomi, và nó hoạt động với cái app Mi Home, tức là anh em không cần phải cái app bên ngoài. Như vậy là những anh em đang xài sẵn những cái hệ sinh thái Smart Home của Xiaomi, của Zili gì đó, anh em có thể xài nó trong cái app của Mi Home luôn, rất đơn giản. Như mình thì mình xài con robot này nè, rèm cửa này, với hệ thống đèn Zili của mình, tất cả ở trong cái app Mi Home hết. Trước đây mình xài cái con RobotDog thì nó xài một cái app khác nữa, là app riêng của nó, do đó là phải cài thêm. Thì như vậy, cái chuyện mà xài chung cho một cái app Mi Home là một trong những cái mình nghĩ là anh em đáng quan tâm. Thứ hai là về cái tính năng của nó, có một cái lực hút rất là mạnh, 3000 PA theo thông số kỹ thuật của Dreamy mình đọc á. Mình hút thử thì rõ ràng là mình thấy rằng là cái lực hút đó nó giải quyết được vấn đề, hút được những cái bụi ở trên cái đường nó đi rất là tốt. Thì mình nghĩ một cái con robot trong cái mức giá tầm 7 triệu hay hơn 7 triệu thì cái tính năng hút của nó rất là đáng khen. Tức là cái lực hút rất là mạnh, nó có thể điều chỉnh những cái lực hút khác nhau thông qua cái chế độ ở trên app, có silent, có turbo và có cái normal. Thì như vậy là anh em có thể điều khiển được cái lực hút của nó, và cái lực hút đó nó còn có thể tự động điều chỉnh nếu mà nó đi lên thảm. Tức là nếu con robot này đang chạy ở cái chế độ silent, nhưng mà nếu mà nó đi tới thảm thì nó sẽ tự động nó hút mạnh hơn, bởi vì thảm nó có một cái lớp cao như vậy giúp cho nó hút tốt hơn. Thì mình thấy rõ ràng là về cái tính năng cơ bản nhất của con robot này là hút thì nó làm rất là tốt. Tính năng thứ hai mà chúng ta thường quan tâm là tính năng vẽ bản đồ cái nền mà nó sẽ hút bụi, để nó biết được rằng là cái diện tích nó phải làm, để biết được những cái vật, những cái gì đó xung quanh mà nó sẽ gặp phải. Thì con robot này mình thấy nó làm việc đó cũng rất là nhanh. Nó có hẳn một cái lidar ở trên này ha. Khi mà anh em vừa cho nó chạy, nó chạy ra khỏi cái đốc sạc của nó thì nó rất là nhanh chóng, nó quét được toàn bộ cái khung cảnh trong cái view của nó, gần như là cái view 360 độ, và nó biết hết được là những cái tường, những cái giới hạn gì đó nó sẽ hút. Và khi mà nó đi vòng vòng thì nó cũng dễ dàng nó detect được xem là đây là cái tường, đây là cái gì, để nó đưa ra những cái giới hạn và nó không đi. Vẽ được cái map giúp cho nó sau đó đi dễ dàng hơn. Thì con này nó hoạt động như thế nào? Khi anh em bật nó lên, khởi động nó, cho nó chạy, nó hút thì nó sẽ đi vẽ xung quanh, sau đó nó đi ở cái biên nó đi một cái đường ở tất cả những cái biên đó, ví dụ như cái biên cái bộ bàn ghế này, cái đôi dép này, hay là cái chậu cây này, nó sẽ vòng qua để đi cái biên hết. Thì nó làm việc đó rất là nhanh, nó vẽ xong cái nó xác định được là cái phần nó phải làm. Sau khi nó xác định được biên của cái khu vực mà nó cần phải làm việc á, lúc đó nó sẽ đi thành những đường song song rất là nhanh, rất là logic. Thì mình thấy rõ ràng là nó làm cái nhiệm vụ vẽ bản đồ và xác định cái khu vực làm việc để đưa ra cái hướng làm việc rất là nhanh, rất là hiệu quả. Và con robot này nó có thể lưu được cái bản đồ của nhà anh em để sau này nó làm, không phải là mỗi lần mà anh em cho nó hút bụi nó phải vẽ lại, nó vẽ một lần thôi. Và theo mình đọc trên cái trang bán hàng của Mi Việt Nam thì cái hệ điều hành nâng cấp tiếp theo của nó có thể lưu được tới 3 bản đồ lận đó, còn hiện tại thì lưu được một bản đồ. Để giúp cho con robot này nó làm việc tốt hơn nữa thì Dreamy họ trang bị cho nó những cái thứ như là tường ảo này, những cái khu vực mà robot không được làm việc nè, những cái khu vực là thuộc về thảm nè, hay những khu vực là vẽ bản đồ để cho nó làm việc trong khu vực đó thôi. Đó thì đó là những cái tính năng rất là hay. Ví dụ như về tường ảo, mình có một cái cửa kính, mình không muốn nó đụng vô cái kính đó, mình vẽ một cái đường dọc như vậy thành một cái tường ảo, thì con robot nó tới cái tường ảo đó, nó sẽ dừng lại, nó không đi tiếp đó. Hoặc là mình đang để dẻ lau có nước ở trong đó, mình không muốn nó đi lên thảm thì mình gạch nó ngang một cái thảm, hoặc là mình vẽ một cái khu vực không làm việc trong cái thảm thì như vậy nó không có đi vào đó nữa đó. Hoặc là mình có một cái đống rác ở giữa nhà vô tình bị đổ ra thì mình chỉ muốn nó lau khúc đó thôi, thì mình vẽ khu vực làm việc là khúc đó, thì con robot nó chỉ làm việc trong khúc đó thôi. Thì những cái tính năng đó giúp con robot nó trở nên thông minh hơn rất là nhiều. Rồi nó có thể hoạt động theo giờ. Ví dụ như mình chẳng hạn thì mình thích con robot nó sẽ hút bụi vào lúc 5 giờ chiều. Bởi vì sao? Bởi vì 6 giờ, 7 giờ gì đó thì nhà mình sẽ đi làm về. Thì như vậy khi nó hút bụi như vậy thì mình đi về nó sẽ sạch nhất. Đó, mình không cho hút bụi buổi sáng, bởi hút bụi buổi sáng thì nguyên một ngày bụi nó có thể vào, nó không đã lắm, do đó hút bụi 5 giờ chiều là hợp lý. Hoặc là anh em thường thường cho nó chạy
trong lúc mà anh em ở nhà thì mình không thích như vậy. Mình thích con robot này làm việc khi mình không ở nhà, bởi vì nó làm việc nó sẽ gây ra tiếng ồn, mình ở nhà không thích tiếng ồn đó. Thì do đó thường ngày mình làm là mình trước khi đi làm thì mình nghía sơ qua cái phòng mình, coi là những cái bàn ghế hay là những cái đồ đạc của mình có vứt lộn xộn hay không, vứt lộn xộn để cho nó gọn gàng lại, rồi chiều trước khi về cho nó hoạt động cái. Anh em nhớ, anh em có thể làm việc thay con robot này, nhưng con robot này không thể làm việc thay anh em, nó vẫn là con robot hút bụi. Và nếu anh em muốn một căn nhà sạch sẽ gọn gàng thì bản thân anh em phải là những người sạch sẽ gọn gàng trước. Anh em phải sắp xếp bàn ghế cho nó hợp lý, cho nó gọn gàng sạch sẽ lại, rồi nó sẽ giúp anh em sạch sẽ hơn nữa. Chứ anh em không thể vứt đồ bừa bãi ở nhà để anh em muốn nó làm việc tốt được đó. Anh em lưu ý chuyện đó. Tiếp theo mình nói về cái thùng rác của nó, dẻ lau, cái thùng chứa nước. Thì đó là ba những cái phụ kiện quan trọng của nó. Thứ nhất là thùng rác thì nó khá là lớn, thì nó có sự đánh đổi như vậy nè. Mình thấy rằng là người ta đã tăng cái dung tích của thùng rác lên và người ta giảm cái dung tích của bình chứa nước xuống. Trước đây mình xài con Roborock thì cái thùng chứa nước nó to, cái bình rác nó hơi nhỏ. Nhưng mà với con này thì cái thùng chứa rác nó to hơn, cái bình chứa nước nó nhỏ lại. Với nhu cầu làm của mình, lau của mình thì mình đánh giá con này hơn. Hơn bởi vì sao, là mình vẫn coi những con robot này là những con robot hút bụi, chứ không xem nó là robot lau nhà. Lau nhà chỉ là một tính năng phụ thôi, tính năng hút bụi vẫn là tính năng chính. Do đó là nếu mà cái thùng rác to hơn thì nó hiệu quả hơn cho chúng ta. Tại anh em sẽ ít phải đi đổ rác hơn, nếu mà thùng rác nó nhỏ thì phải đổ rác hàng ngày. Bây giờ mình sẽ mở cho anh em xem cái thùng rác của nó ha. Đây là những cái thứ mà nó sẽ hút được. Này, sáng giờ mình thử. Thì trước tiên mình muốn cho anh em thấy một cái bộ lọc, bộ filter. Thì cái bộ filter này sẽ đưa không khí ra, rác được hút vào nó giữ lại ở cái filter này. Xong mà sau đó nó đến cái filter này. Thì filter này là filter HEPA, nó sẽ để cái không khí nó đi ra, nó sẽ không còn bụi nữa, chặn hết lại ở đó. Đó thì cái mặt này anh em thấy không? Coi như nó sáng sạch, còn mặt này thì nó bẩn. Thì cái này anh em cứ khoảng chừng 2-3 tuần gì đó anh em đi rửa giặt là xong. Đó, còn đây là cái họng để rác nó chui vào. Vậy thì anh em thấy là những cái rác nào nó có kích thước nhỏ hơn cái này nó sẽ chui vào đây, còn cái nào lớn hơn nó sẽ chặn ở đây. Những cái lá nó hút vào và những cái rác khác nó hút vào trong nhà anh em hút vào đây. Đó. Và mình muốn cho anh em quay cái quãng này á để anh em hình dung được những cái thứ mà nó hút vào. Đó. Thì chúng ta sẽ có tóc. Chúng ta có những cái sợi lông vải nhỏ xíu như vậy. Thì đây là cái phần quan trọng. Bởi vì khi mà chúng ta sống trong nhà, chúng ta giặt quần áo, chúng ta mặc quần áo thì nó sẽ phát sinh ra những cái bụi nhỏ này. Hoặc là nhà anh em xài thảm á, nó sẽ phát sinh ra những cái bụi này. Thì cái con robot này nó hút được những bụi rất là nhỏ như vậy. Nó hút hơn cái máy hút bụi bình thường, hoặc là cái chổi anh em quét bình thường ở chỗ đó. Cái chổi bình thường anh em sẽ có thể bỏ qua những cái bụi rất là mịn này. Còn cái con này nó hút được và nó tập trung lại như vậy. Và khi mà anh em xài những con robot hút bụi mấy ngày, anh em bỏ ra, anh em xem thì anh em mới thấy rằng là nó hoàn thành tốt cái nhiệm vụ của nó như thế nào. Nó mang được cái bụi nó gom lại. Thì mình thấy dẻ lau được dán thẳng lên trên cái thùng nước, do đó là anh em đi bỏ nước vào và anh em đi giặt dẻ gì đó nó cũng khá là tiện. Tuy nhiên mình nói với anh em rồi, mình xem tính năng lau nhà là một tính năng phụ thôi. Tiếp theo là nói về phần giá cả, bán hàng, bảo hành gì đó. Con robot này theo như mình biết nó sẽ được bán với cái giá khoảng chừng 7 triệu, hơn 7 triệu. Với cái tầm giá đó thì mình nghĩ rằng là nó rất là xuất sắc để hoàn thành cái nhiệm vụ của nó. Tức là giá và cái performance của nó rất là ngon, rất là hợp lý. Dreamy D9 được phân phối chính hãng, do đó cái firmware của nó là firmware quốc tế. Và mình thấy rằng là từ bữa giờ mình xài nó update 2 lần rồi. Mình rất là thích xài mấy cái đồ mà nó có update firmware qua internet. Cứ mấy bữa là nó update để cho nó tốt hơn về cái performance của nó, tốt hơn về cái tính năng của nó, ổn định hơn chẳng hạn. Pin thì Dreamy D9 có cái dung lượng pin là 5200mAh. Thì nó nằm ở cái khúc cao trong những con robot hút bụi, thì như vậy nó sẽ làm việc hiệu quả hơn. Và dĩ nhiên anh em không cần lo lắng lắm, bởi vì nó sẽ biết đường tìm về cái đốc sạc của nó khi nó gần hết pin. Kết thúc lại cái ha. Một, đây là một con robot hút bụi giá khoảng chừng 7 triệu đồng. Và với tất cả những cái gì nó làm được thì mình chia sẻ với anh em trong clip này thì nó rất là xứng đáng. Và thứ hai, anh em lưu ý rằng là robot hút bụi nó sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ của nó nếu anh em là người có một cái mong muốn gọn gàng sạch sẽ. Rồi, xin cảm ơn anh em.